Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with Us. Bài học hôm nay của chúng ta là dành cho các bạn chuẩn bị thi quốc tịch Hoa Kỳ, mẫu đơn N400, phiên bản mới nhất của năm 2020 các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu phần số 1 nào. Có một vài bạn đã viết cho TK và hỏi rằng trong năm 2020 này thì cái mẫu N400 có thay đổi hay không. Các bạn cứ yên tâm học nhé. TK sẽ kiểm tra thường xuyên trang web của Sở Di trú. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, TK sẽ thông báo liền cho các bạn. Hôm nay là phần số 1. Ở trong cái phần này, tất cả các câu hỏi sẽ theo thứ tự ở trong mẫu đơn N400. Ở trong N400 nó có tất cả là 18 phần chẳng hạn, thì TK sẽ làm thứ tự từ trên xuống dưới. Cho nên các bạn cứ yên tâm học theo phần này thì mình sẽ không có bỏ sót phần nào ở trong cái mẫu đơn này hết các bạn nhé. Chúng ta vào câu hỏi đầu tiên nha. Chào bạn, tôi là nhân viên sở di trú. Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn bạn. Bạn có khỏe không? Hi, I am the USCIS officer who will interview you today. How are you doing? Tôi khỏe, cảm ơn. Ông có khỏe không hoặc là bà có khỏe không? I am doing well, thank you. And you? Thời tiết hôm nay đẹp, có phải không? Nice weather we are having today, isn't it? Vâng, đúng vậy. Yes, it is. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi lạnh một chút. It's a little chilly for me, though. Bên ngoài gió rất mạnh. It's very windy outside. Lúc tôi đến, trời còn mưa. It was raining when I arrived. Và trong tình huống này các bạn thấy, ví dụ như khi mà nhân viên họ hỏi chúng ta về thời tiết, thì TK đưa ra những cái mẫu trả lời khác nhau, cho nên các bạn tùy theo cái tình huống thực tế của ngày mình đi phỏng vấn, các bạn có thể trả lời các bạn nhé. Bạn đến đây bằng gì vậy? How did you come here today? Tôi lái xe đến đây. I drove here. Tôi đến với chồng của tôi. I came with my husband. Bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Are you ready? Shall we start? Xin đưa tay phải của bạn lên. Please raise your right hand. Bạn có tuyên thệ sẽ nói đúng sự thật không? Do you swear to tell the truth? Có, tôi xin tuyên thệ. Yes, I do. Tại sao hôm nay bạn đến đây? Why are you here today? Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. I would like to become a U.S. citizen. Tại sao bạn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ? Why do you want to become a U.S. citizen? Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ vì tôi yêu mến quốc gia này. I want to become a U.S. citizen because I love this country. Cho tôi xem thẻ an ninh xã hội và thẻ xanh của bạn nhé. Could you show me your social security and green card, please? Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của bạn nhé. May I have your ID, please? Vâng, đây ạ. Sure. Here they are. Bạn tên gì? What is your name? Tên pháp lý của bạn là gì? What is your legal name? Tên pháp lý hiện tại của bạn là gì? What is your current legal name? Ở đây các bạn thấy cũng một cái câu hỏi nhưng mà có nhiều cách hỏi khác nhau. Bạn tên gì, tên hợp pháp, tên pháp lý hoặc là tên pháp lý hiện tại của bạn. Thì dù cho câu hỏi như thế nào, người ta cũng muốn biết cái tên của mình. Cho nên các bạn đưa đúng cái tên ở trong cái hộ chiếu của mình hoặc là cái thẻ xanh của mình các bạn nhé. Tên của tôi là Trúc Khanh Trần. My name is Trúc Khanh Trần. Trước đây bạn có sử dụng tên nào khác không? Any other names that you used before? Không có tên nào khác. No other names.
Có, trước khi kết hôn tôi tên là Trúc Khanh Đỗ. Yes. Before getting married, my maiden name was Trúc Khanh Đỗ. Bạn có muốn đổi tên khi nhập tịch không? Would you like to legally change your name? Thưa không, cảm ơn. No, thank you. Thưa có. Yes, please. Bạn muốn đổi thành tên gì? What name would you like to change to? Tôi muốn đổi thành Kathy Tron. I would like to change to Kathy Tron, please. Bạn đã ở Hoa Kỳ bao lâu rồi? How long have you been in the U.S.? Tôi đã ở Hoa Kỳ hơn 5 năm rồi. I have been in the U.S. for more than 5 years. Bạn đã trở thành thường trú nhân hợp pháp khi nào? When did you become a lawful permanent resident? Tôi đã trở thành thường trú nhân hợp pháp vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. I became a lawful permanent resident on October 10, 2010. Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn xem trong thẻ xanh của mình các bạn nhé. Ở trên đó có ghi cái ngày mà mình trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. Ở đây TK ghi là để biết ngày mình trở thành thường trú nhân hợp pháp, các bạn xem ngày ghi trên thẻ xanh nhé. Số an sinh xã hội của bạn là gì? What is your social security number? Số an sinh xã hội của tôi là 123456789. My social security number is 123456789. Đối với số an sinh xã hội của mình, các bạn lưu ý họ chia ra là 3 số, rồi đến 2 số, rồi đến 4 số. Trên khi đọc mình cũng ngừng như vậy các bạn nhé. Ví dụ như là 123, xong mình ngừng, xong rồi 45, xong rồi chúng ta ngừng một chút, rồi 6789. Như vậy thì sẽ dễ hơn cho cả người nói và người nghe các bạn nhé. Ngày sinh của bạn là gì? What is your date of birth? Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi ngày sinh nhật của bạn là khi nào? When is your birthday? Ngày sinh của tôi là ngày 28 tháng 11 năm 1972. My birthday is on November 28, 1972. Đất nước nơi bạn sinh ra là gì? What is your country of birth? Đó là Việt Nam. It is Vietnam. Bạn được sinh ra ở đâu? Where were you born? Tôi sinh ra ở Việt Nam. I was born in Vietnam. Quốc tịch của bạn là gì? What is your nationality? Hoặc là quốc gia nơi bạn có quốc tịch là gì? What is the country of your nationality? Quốc gia nơi bạn có quyền công dân là gì? What is your country of citizenship? Đối với ba câu hỏi này, chúng ta đều trả lời là đó là Việt Nam. It is Vietnam. Hoặc là tôi là người Việt Nam. I am Vietnamese. Bạn đến Mỹ ngày nào? When did you arrive in the U.S.? Tôi đến Mỹ ngày. I arrived in the U.S. on... Ở trong những câu hỏi về ngày, chúng ta lưu ý mình nói đến tháng trước, xong rồi đến ngày, rồi đến năm các bạn nhé. Ví dụ như ngày 10 tháng 10 năm 2010, chúng ta kêu là October là tháng 10, 10 là ngày 10, và cuối cùng là năm là 2010 nha các bạn. Bạn có bất kỳ khuyết tật về thể chất, hoặc phát triển, hoặc suy yếu tâm thần nào ngăn cản bạn thể hiện kiến thức và hiểu biết về Anh ngữ và hoặc các yêu cầu công dân để nhập tịch không? Do you have any physical or developmental disability or mental impairment that prevents you from demonstrating your knowledge
and understanding of the English language and or civics requirements for naturalization? Các bạn nghe lại một lần nữa nhé. Do you have any physical or developmental disability or mental impairment that prevents you from demonstrating your knowledge and understanding of the English language and or civics requirements for naturalization? Thưa không. No, I don't. Thưa có. Yes, I do. Lưu ý, nếu bạn trả lời có cho câu hỏi này, bạn phải nộp kèm trong hồ sơ mẫu đơn N648 giấy chứng nhận y tế cho trường hợp ngoại lệ vì khuyết tật. Đối với những câu hỏi dài như vậy và có nhiều từ khó, và đặc biệt là câu trả lời là yes hoặc là no, có hay là không, đôi khi nhân viên sở di trú sẽ hỏi chúng ta rằng từ này có nghĩa là gì, từ kia có nghĩa là gì để biết chắc rằng mình hiểu được cái câu hỏi đó. Ở trong phần này thì Kê cũng sẽ đưa ra những từ đó cho các bạn luôn nhé. Disability có nghĩa là gì? What does disability mean? Disability có nghĩa là khuyết tật. Disability means handicap. Impairment là gì? What is impairment? Impairment là suy yếu hoặc khuyết tật. Impairment is damage or disability. Demonstrating là gì? What is demonstrating? Demonstrating là thể hiện, bày tỏ. Demonstrating is showing. Knowledge là gì? What is knowledge? Knowledge là những gì tôi biết hoặc là đã học. Knowledge is what I know or learn. Requirement có nghĩa là gì? What does requirement mean? Requirement có nghĩa là đòi hỏi hoặc yêu cầu. Requirement means demanding or asking. Naturalization là gì? What is naturalization? Naturalization là chấp nhận một người nước ngoài trở thành công dân của một quốc gia. Naturalization is admitting a foreigner to be a citizen of a country. Như vậy là chúng ta đã học xong phần đầu tiên của mẫu đơn N-400. Trong bài đầu tiên này chúng ta đã học hết phần 1 và phần 2. TK sẽ chia ra cái N-400 thành nhiều video khác nhau. Nó không quá dài để cho các bạn dễ học các bạn nhé. Có một số bạn cảm thấy mình đã giỏi tiếng Anh rồi, không cần phải nghe phần tiếng Việt nữa. Thì các bạn xem cái video kế tiếp là video không có phần tiếng Việt, chỉ có toàn tiếng Anh thôi. Câu hỏi cũng tiếng Anh, câu trả lời cũng tiếng Anh. Như vậy các bạn sẽ học dễ hơn, đỡ phải mất thời gian nghe phần tiếng Việt các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích những video của anh Frank và TK, hoặc là các bạn cảm thấy những video này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn chuẩn bị cho phần thi quốc tịch Hoa Kỳ của mình, các bạn vui lòng like và share video giùm cho anh Frank và TK nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.